Công ty dầu khí quốc gia Iran và tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga mới đây đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng trị giá 40 tỷ đô la Mỹ. Nga và Iran đã ký thỏa thuận hợp tác năng lượng trị giá 40 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này được các giám đốc điều hành của hai công ty ký kết đúng ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Tehran để hội đàm với những người đồng cấp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thỏa thuận, Gazprom sẽ giúp công ty dầu khí quốc gia Iran phát triển các mỏ khí. Gazprom cũng tham gia các dự án khí tự nhiên hóa lỏng và xây dựng các đường ống dẫn khí xuất khẩu cho Iran. Iran hiện là nước có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn cản nước này tiếp cận công nghệ và làm chậm lại sự phát triển của lĩnh vực xuất khẩu khí. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của đài truyền hình NHK cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên tới 59%, tăng 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tương tự được thực hiện một tuần trước cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 10 tháng 7. Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại trong khoảng thời gian từ 16 đến 18 tháng 7 với sự tham gia của hơn 1.200 người tại Nhật Bản. Kết quả cho thấy trong số những người ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, 40% cho rằng nội các này dường như tốt hơn so với các nội các khác, 22% cho biết nội các này bao gồm các đảng mà họ ủng hộ, và 16% tiết lộ họ tin tưởng Thủ tướng Kishida. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ phản đối nội các giảm 6 điểm xuống còn 21%. Khi được hỏi về các lĩnh vực chính sách mà nội các của Thủ tướng Kishida cần tập trung thực hiện, 36% lựa chọn các biện pháp kinh tế, 16% lựa chọn an sinh xã hội, 14% lựa chọn chính sách đối ngoại và an ninh, 9% cho rằng cần tập trung cho các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 9% khác chọn năng lượng và môi trường, trong khi 6% đề nghị tập trung vào sửa đổi hiến pháp. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định nới lỏng chính sách nhập cư để thu hút nhân tài. Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều công ty ở khu vực nông thôn Nhật Bản đang phải đối mặt với nhu cầu chuyển đổi để đáp ứng quá trình số hóa. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc tại khu vực ngoài đô thị, chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc cấp thẻ thường trú cho những trường hợp này. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hệ thống đánh giá lao động nước ngoài dựa trên thu nhập hàng năm, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Đặc biệt, lao động làm việc tại các công ty do cộng đồng địa phương thúc đẩy sẽ được cộng điểm, những người đạt điểm cao sẽ được ưu tiên. Tính đến cuối năm 2021, số lượng lao động được Nhật Bản cấp chứng chỉ chuyên môn cao là 31.451 người và con số này tiếp tục tăng bất chấp đại dịch COVID-19. Tính theo quốc tịch, tới cuối năm 2020, Trung Quốc là nước có số người được cấp chứng chỉ này đông nhất, chiếm khoảng 70%, tiếp theo là Ấn Độ chiếm 6% và Mỹ 5%. Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Ấn Độ vẫn duy trì dưới mức 20.000 ca trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi ghi nhận xu hướng tăng trong vài ngày trước đó. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca mắc mới COVID-19 theo ngày đang duy trì dưới mức 20.000 ca. Trong vòng 24 giờ, nước này ghi nhận 15.528 ca mắc mới. Số ca hiện đang điều trị là 143.654 ca. Quốc gia Nam Á này cũng ghi nhận thêm 25 ca tử vong vì COVID-19. Hiện tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 hàng ngày đã giảm xuống còn 3,32%, trong khi tỷ lệ dương tính tính theo tuần ở mức 4,57%. Số liều vaccine ngừa COVID-19 được tiêm cho người dân đã vượt qua 2 tỷ liều. Trước nguy cơ lây lan của dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron, chính phủ Ấn Độ hiện đang tập trung vào việc thúc đẩy tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh hiệu quả của mũi tiêm thứ ba suy giảm. Chương trình tiêm chủng miễn phí mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 cho tất cả người trưởng thành tại các trung tâm chính phủ đã được triển khai từ ngày 15 tháng 7. Thưa quý vị, khi kinh tế Mỹ chao đảo trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, 1 euro tương đương khoảng 1,6 đô la Mỹ. Giờ đây, sự kết hợp giữa việc châu Âu bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu chậm tăng lãi suất khiến đồng tiền này đã có lúc xuống ngang giá hoặc có tỷ giá trao đổi 1:1 với đồng đô la Mỹ. Đây là lần đầu tiên đồng euro giảm xuống mức đó kể từ năm 2002 trong suốt những năm đồng tiền này tồn tại. Những nguyên nhân gì đã khiến giá trị đồng euro lao dốc? Tác động của tình trạng này đối với nền kinh tế châu Âu như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong góc bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng
đồng euro của châu Âu vừa trải qua một cú sốc lớn khi tỷ giá của nó lần đầu tiên trong vòng 20 năm giảm xuống mức ngang bằng với đồng đô la Mỹ. Vào thời điểm 15 giờ ngày 13 tháng 7 theo giờ Paris, đồng euro đã có lúc xuống thấp hơn đồng đô la Mỹ, với tỷ giá quy đổi khi đó là 1 euro chỉ đổi được 0,998 đô la Mỹ. Đây thực sự là một cột mốc lớn trong ngành tiền tệ, bởi từ khi được đưa vào lưu hành cách đây 20 năm, đồng euro luôn có giá trị cao hơn đồng đô la Mỹ. Kể từ đầu năm 2022, đồng euro đã sụt giảm 12% giá trị. Một số chuyên gia đã chỉ ra hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên. Một mặt, đồng euro yếu đi phản ánh nỗi lo lắng về sự thụt lùi của nền kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Mặt khác, tình trạng này cũng là do chịu sự tác động tăng giá của đồng đô la Mỹ trong bối cảnh biến động lớn về kinh tế và địa chính trị hiện nay. Cụ thể, việc đồng euro giảm sâu là do triển vọng kinh tế u ám của khu vực Eurozone khi chịu tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sự biến động về địa chính trị đã khiến cho giá năng lượng và các nguyên liệu đầu vào lên cao nhất trong vài thập kỷ qua, đẩy lạm phát trong khu vực Eurozone lên mức trung bình 8,6%. Cùng với đó, châu Âu liên tục đưa ra những lệnh trừng phạt kinh tế vô cùng nặng nề nhằm vào Nga, và cũng chính các lệnh trừng phạt này đã khiến cho khu vực Eurozone phải đối mặt với vô vàn những khó khăn. Điển hình nhất là việc tìm cách chấm dứt việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, và châu Âu phải chật vật đi tìm kiếm các nguồn cung cấp thay thế đắt đỏ hơn gấp nhiều lần. Từ ngày 11 tháng 7, tập đoàn Gazprom của Nga đã tạm ngừng việc cung cấp khí đốt cho châu Âu do phải bảo trì đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 hay Nord Stream 1 trong thời gian từ 10 đến 14 ngày. Thêm vào đó, trong ngày 13 tháng 7, tập đoàn này đã phát đi một cảnh báo rằng họ không chắc có thể tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu hay không. Đây là kịch bản được nhiều nước châu Âu đánh giá là ác mộng, bởi nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt ngay lập tức, chắc chắn nhiều nền kinh tế châu Âu sẽ rơi vào suy thoái. Vẫn còn nỗi lo đáng kể về việc liệu đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 có được mở lại sau khi kết thúc thời gian bảo trì không. Điều đó có nghĩa là đồng euro thậm chí sẽ tự giảm xuống gần ngang bằng với đồng đô la Mỹ. Đó là nguyên nhân từ phía châu Âu, nhưng ngoài ra cũng cần phải kể đến việc đồng đô la Mỹ tăng giá trị do các chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong vài tháng qua, nhằm đối phó với lạm phát tăng cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lãi suất lên mức 2 đến 2,25 điểm phần trăm và dự báo sẽ còn tiếp tục nâng lãi suất lên tiếp ngay trong tháng 7 này. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho đến nay vẫn ngăn các đợt tăng lãi suất mạnh. Điều này làm cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cao hơn so với lợi suất trái phiếu của châu Âu, khiến các nhà đầu tư chuyển sang đồng đô la Mỹ và rời bỏ đồng euro. Lãi suất ở Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 3% so với 1% ở châu Âu, bởi vậy tiền sẽ đến nơi có lãi suất cao hơn. Giới phân tích nhận định, trong thời gian tới, đồng đô la Mỹ vẫn sẽ là hầm trú ẩn an toàn cho nhà đầu tư trên thế giới. Trong bối cảnh bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn đang mang gam màu ảm đạm và không có sự chắc chắn, thì các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với sự an toàn tương đối mà đồng đô la Mỹ mang lại. Khi đồng euro giảm xuống mức gần bằng với đồng đô la Mỹ, các chuyên gia cho rằng sự trượt giá của đồng euro sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Mặc dù thoạt nghe thông tin trên có vẻ sẽ mang đến nhiều lợi ích, song việc đồng euro lao dốc lại khiến người tiêu dùng châu Âu lo lắng, hàng nhập khẩu vào khu vực này trở nên đắt đỏ hơn, kéo theo tình hình lạm phát tăng cao. Trong nhiều năm, các nhà hoạch định chính sách ở nhiều quốc gia luôn muốn làm yếu đồng nội tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế. Nếu đồng tiền mất giá trong thời điểm bình thường, đây được coi là tin tốt đối với các nhà sản xuất, cũng như các nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu như Đức, vì điều này thúc đẩy xuất khẩu bằng cách làm cho hàng hóa rẻ hơn nếu tính theo đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm bình thường, do đó điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp châu Âu vốn đang phải đối mặt với lạm phát cao kỷ lục. Theo đó, những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu bằng đô la Mỹ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Trong trường hợp những mặt hàng đó là nguyên liệu thô hoặc hàng hóa trung gian, chi phí cao hơn của chúng sẽ làm tăng giá nội địa. Tác động của việc đồng euro yếu đi còn tùy từng doanh nghiệp, theo mức độ phụ thuộc vào ngoại thương và năng lượng. Các công ty xuất khẩu ra ngoài khu vực đồng euro sẽ hưởng lợi khi giá giảm, do sản phẩm của họ cạnh tranh hơn khi đổi sang đô la Mỹ. Ngược lại, các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ gặp nhiều bất lợi. Đối với đời sống người dân châu Âu, việc đồng euro sụt giảm sẽ mang đến nhiều tác động tiêu cực hơn. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, châu Âu thanh toán gần 60% hàng hóa nhập khẩu từ ngoài khu vực châu Âu bằng đồng đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt, nguyên liệu đầu vào, trong khi lượng hàng thanh toán bằng đồng euro chỉ khoảng 40%. Vì vậy, với tình hình hiện nay, châu Âu sẽ phải chi trả nhiều euro hơn để trả cho cùng một lượng hàng niêm yết bằng đồng đô la Mỹ, tức chi phí nhập khẩu hàng hóa sẽ đắt đỏ hơn. Việc này sẽ phản ánh vào giá cả hàng hóa bán ra cho dân chúng, và dân chúng châu Âu sẽ phải chi nhiều tiền hơn so với trước kia.
Hồi đầu tháng 6 năm 2022, các nhà kinh tế tại châu Âu đã tính toán việc đồng euro mất giá 7% đồng nghĩa với việc lạm phát tại châu Âu sẽ tăng thêm 0,8%. Do đó, khi hiện tượng đồng euro đang mất giá mạnh hơn, thì lạm phát tại khu vực eurozone sẽ càng trầm trọng hơn nữa. Tiếp đến, khi đồng euro giảm giá trị so với đồng đô la Mỹ, người dân châu Âu cũng sẽ phải trả chi phí nhiều hơn nếu muốn đi du lịch đến các quốc gia sử dụng đồng đô la Mỹ như Mỹ hay một số nước neo đồng tiền bản địa và đô la Mỹ như một số nước Trung Đông. Trong tình hình căng thẳng địa chính trị hiện nay, tôi nghĩ rằng lợi ích từ việc một đồng tiền rớt giá sẽ ít hơn so với những bất lợi. Không chỉ vậy, việc đồng euro giảm giá mạnh hướng đến ngưỡng ngang giá với đồng đô la Mỹ đã đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào thế khó, một hệ quả từ việc ngân hàng này phản ứng chậm trong cuộc chiến chống lạm phát tại khu vực eurozone. Việc nâng giá trị đồng euro lên từ mức thấp kỷ lục đòi hỏi lãi suất phải tăng nhanh hơn với những tác động lớn hơn đến nền kinh tế vốn đã đối mặt với nguy cơ suy thoái. Do đó, như đã thông báo, nhiều khả năng ECB sẽ tăng lãi suất trong tháng 7 năm 2022 và có thể tiếp tục trong tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, kịch bản này hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong giới kinh tế khi nhiều người cho rằng ECB sẽ không thể nâng lãi suất nhanh như Fed và việc hạ cánh cứng là điều không thể tránh khỏi. Trong lịch sử hai thập kỷ, đồng euro là đồng tiền được tìm kiếm nhiều thứ hai trong dự trữ tiền tệ toàn cầu và doanh thu hàng ngày tính theo đồng euro đô la Mỹ là cao nhất trong số các đồng tiền trên thị trường toàn cầu 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Giới phân tích cho rằng rất khó để biết đồng euro có giảm giá tiếp hay không. Mặc dù vậy, các nhà giao dịch vẫn tin rằng đồng euro có thể phục hồi, miễn là nền kinh tế EU vượt qua được một số rào cản trong những tháng tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình tỷ giá đồng euro trong các chương trình tiếp theo. Kết thúc chương trình Trên tường kinh tuyến ngày hôm nay, mời quý vị đến với con số xuất nhập khẩu đầu tư đáng chú ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. $12.4 tỷ, đó là tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Australia năm 2021. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Australia ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, lần đầu tiên vượt ngưỡng $12.4 tỷ, tăng hơn 49% so với năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt hơn $4.45 tỷ, tăng hơn 23% và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Australia đạt khoảng gần $8 tỷ, tăng xấp xỉ gần 70% so với năm 2020. Ngoài ra, một tin vui khác là vị trí đối tác thương mại giữa hai nước cũng đã có sự cải thiện. Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 12 của Australia. Và ngược lại, Australia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam, cao hơn một bậc so với năm 2020.